các ông tôi đang bị lạc vào một cái gọi là vườn bonsai Nhật Bản ở trong lòng Hà Nội. Đấy, tôi sẽ lấy thử một cái cây thông xuống cho ông xem. Trời ơi, già và đẹp dữ luôn. Đây, nó có gì để chê đâu các ông. Cây thông rất nhiều năm tuổi, trồng từ hạt. Tuyệt vời. Tôi phải gượng gạo lắm đấy. Tôi mới để được cái cây ở đây. Đây, còn đây là một cái nhót. Nhót nha. Nó đẹp dữ ta. Trời ơi. Hàng GAV các ông có thấy kích thích không? Nhót à? Đây, kệ của nó rất là đẹp, trọng toàn trọng Nhật hết này. Cây thông này thì không nói rồi. Cây thông này quá đỉnh. Rất nhiều tiền anh em ạ. Cây du Nhật này. Cây du Nhật nhìn đơn giản thôi nhưng mà nó không hề đơn giản đâu. Còn đây là một cây dành dành. Cây dành dành nha anh em nhé. Nó dành dành. Đây quả đây. Một cây phong siêu to khổng lồ. Cây phong siêu to khổng lồ nhá. Cái này thôi trông thế mấy chục năm rồi đấy. Các ông thấy nó đơn giản không? Cái bộ gốc đế rất là đẹp. Thực sự đẹp. Wow. Còn đây là cây mà mình rất là nể. Các ông biết cây này cái gì không? Cho đoán cái. Đấy. Thôi, tôi tiết lộ luôn nhá. Cây hoa hồng không ạ? Cây hoa hồng nhá. Cây hoa hồng. Ok. Các ông thấy cây hoa hồng như nào ấy? Như này không? Có thấy cây hoa hồng nào như này không? Cây hoa hồng đấy các ông ạ. Không phải dạng vừa đâu. Vừa đâu. Còn cái này là cây phong. Một cây phong rất quái. Có bộ đế rất lực. Hàng Nhật bùn có khác. Cuốn lắm anh em ạ. Cuốn thực sự luôn. Một cây du siêu bé. Bé lắm nhưng mà đẹp lắm. Tôi không bình luận gì nữa. Khỏi. Thôi khỏi. Cây thông. Cây thông. Anh em ơi, cây thông. Rất đẹp, rất đẹp. Đây, tôi quay cho xem. Mộc qua cho du bay. Ừ. Đấy. Nhìn đi. Nhiều, rất là nhiều màu nha anh em nhé. Nhiều màu nào? Bây giờ các ông đoán đi, cây này là cái gì? Cây này là cái gì? Để tôi trước nhé. Cây cổ thụ. Còn giống gì thì nó là nhờ ăn nhon. Sắc. Nhọt. Tôi phải chịu bệnh thì đẹp phải đái không ạ? Đẹp phải đái. Đấy. Đây là cái gì anh em? Cái gì đây? Thôi nhắc lại tôi trước chứ bây giờ bảo là tôi đến đây tôi cũng chả biết là cái gì đâu. Thằng em nó bảo là cái gì tôi biết cái đấy thôi. Cây quất. Cây quất nhá. Nhưng mà có tiền thì chắc không quất được cái này đâu.
vì thằng em anh nó không bán nhá. Thế nhá, ok. Quý ơi, Quý ơi, sao em có cái cây như này, sao lại có cái cây như thế này hả em ơi? Cái nhót kia, cái nhót kia thì có thể TikTok của em. Chứ anh chưa xem hết TikTok của em, anh tưởng em rồi ạ. ok từ cái nhót này cũng gọi là, xin lỗi các bạn, mình gọi một từ rất là dân gian thôi, vãi trường đấy. Đấy, như thằng con mình thì nó ngọng gọi là vãi trường, nhưng mà mình gọi là vãi trường anh em ạ. Nó già lắm, cái này mà sẹo mà liền nữa thì thôi rồi Lượm ơi. Kinh khủng khiếp, đảm tẩm đậm luôn. Đây là cây Karin. Karin hay Kari? Rất bé, rất đẹp. Oanh em ạ. Oanh em ơi.